vì như Nai đêm qua là một chương trình rất là đẳng cấp, rất là hoành tráng, rất là tuyệt vời. 10 điểm. À, với tôi là cái người được tham dự rất là nhiều chương trình, nhưng đêm ngày hôm qua là một cái đêm cảm xúc nhất trong các cái chương trình mà tôi dự tại AAA.